Đầu tiên là kiểm định giả thuyết trung bình của hai tổng thể. Thì cũng tương tự như ở phần trên, nó cũng có bài toán kiểm định bên trái và trong kiểm định bên phải. Nguy không hiểu tại sao trung bình nó lại ký hiệu là chữ nguy. Nhưng mà chữ D thì là viết tắt của chữ impedance, tức là sự khác biệt, chính là hiệu. Cho nên thường ký hiệu là D là như thế. Sự khác biệt, hiệu. Trong một số trường hợp thì người ta cho D là bằng 0, nhưng mà đúng ra là D không bằng 0 thì nó chẳng tác dụng nhiều hơn. Nhưng mà nhiều hơn bao nhiêu? Bây giờ ông chi vào cái dự án này hàng nghìn tỷ, mà bây giờ ông chỉ nâng mức đời sống của người dân mỗi nhà lên 100.000 một tháng thôi, vứt. Có hiểu ý không? Tiền bỏ ra rất nhiều nhưng nó chẳng được bao nhiêu cả. Cái dự án của anh thực chất là thất bại. Ông bảo không bảo là tôi có tăng thế, tăng làm gì? Chi ra hàng nghìn tỷ dự án đầu tư xóa đói giảm nghèo mà cuối cùng mỗi nhà thu nhập mỗi tháng tăng thêm 100.000, thế chết hỏng. Đấy là những cái mà mình nói thêm để sau này thực tế như vậy. Cái thường là cái con D không, nó khác không, bạn không dễ quá. Thực ra đối với chúng ta cả bằng không hay khác không thì đều dễ hết, bởi vì phần mềm nó giải quyết hết. Kiểm định trung bình của hai tổng thể cỡ mẫu lớn và độc lập. Cỡ mẫu lớn đây thì là mỗi một cái N1 và N2 đều lớn bằng 30. Bên trái là công tắc. Ta đang xét về cỡ mẫu lớn. Cơ sở lý thuyết là công thức của nó như trên bảng. Sau này các em viết về phần bài tập lớn đấy, chúng ta phải viết công thức vào, nhưng mà chốc lại là dùng phần mềm. Thì chúng ta mà chạy lại tính mà công thức này mệt lắm. Học phần mềm bây giờ nó cái hay là như thế. Công thức thì cực kỳ phức tạp, nhưng mà tính toán cộng trừ nhân chia gì thì toàn máy nó tính bộ. Công thức thì quá phức tạp đúng không? Phức tạp quá. Đấy, thì cái miền bác bỏ nó cũng giống như ở trong cái phần kiểm định trung bình một mẫu thôi. Kiểm định trung bình một mẫu. Miền bác bỏ nó hoàn toàn giống như là trung bình một mẫu. Nhưng mà công thức tính của nó thì khác. Các bất đẳng thức vẫn giống như cũ, nhưng mà công thức tính của nó là, tức là ở cột thứ hai thì nó khác. Chúng dùng phương pháp giá trị thế hạn hoặc là dùng quy luật quyết định. Đây, quay trở lại bài toán này. Người quản lý siêu thị cho tôi thống kê thời gian thì vấn đề quầy tính toán phục vụ có thực sự tiết kiệm thông thường hay không? Một bài này có giải, có giải. Nhưng tí mình dùng phần mềm nhé. Bây giờ mình giải bằng tay trước. Z 0,05. Bài toán kiểm định một phía thì nó tính là 1,64. Trong khi đó giá trị Z chúng ta thay vào công thức thì là 1,56. 1,56 nó nằm ở bên trái của 1,64. Như vậy nó rơi vào miền chấp nhận. Nó rơi ở miền chấp nhận. Đấy. Tức là chúng ta không đủ bằng chứng để bác bỏ hay không. Đúng không? Còn nhớ quy luật quyết định là gì không? Quy luật quyết định. Đâu rồi nhỉ? Tóm tắt đây, có 1, 2, 3 nhé. Xem trường hợp 1 là trường hợp 2 là trường hợp 3. Đây là bài toán kiểm định bên phải. Trong cái bài này thì để mà không bị nhầm lẫn đáng tiếc thì các em phải nhớ một quy tắc là cái con nào lớn hơn là bên trái, con nào nhỏ hơn là bên phải. Quy tắc là nó nhỏ hơn nhưng mà nhiều thầy cô không nói, chúng ta đến lúc đi làm bài thi ta lộn ngược lại chúng ta mắc bệnh. Nói về H0 với H1 thì không vấn đề gì, nhưng mà cái con Z nó phải sai, nó ra giá trị đối đấy. Rồi cái con D bình thường nó là ví dụ nếu con đứng lớn hơn đứng trước, con nhỏ hơn đứng sau. Còn D nó bằng 0,2. Nhưng mà em phải biết lộn ngược lại là con bé hơn đứng trước, con nhỏ hơn đứng sau, thì D không phải là bằng 0,2 mà là trừ 0,2 mới đúng.
tại vì lấy, anh lấy con lớn hơn trừ con bé hơn thì nó ra số dương, nhưng bây giờ anh lại lấy con bé hơn trừ con số lớn hơn thì nó ra số âm, hiểu ý không? Cho nên để tránh hậu họa của này, tất cả chúng ta thống nhất là ta viết con lớn hơn đứng bên trái, con bé hơn đứng bên phải, và nhập vào công thức thì cũng thế, để không bị nhầm. Đây là một chi tiết rất nhỏ nhưng lại rất lớn, chứ không phải là viết con nào trước con nào cũng được đâu, là quy tắc. Đấy, nhìn lại đề bài nhé. Quầy thanh toán tự phục vụ tiết kiệm thời gian, có nghĩa rằng là cái thời gian quầy thực phục vụ là lớn hơn hay nhỏ hơn? À, tiết kiệm thời gian là lớn hơn hay nhỏ hơn? Là nó nhỏ hơn đúng không? Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ gọi, mình gọi V1, V2 trình bày như này đi thi thì đứt đầy đủ vào. Đây là tóm tắt thôi, trình bày về đầy đủ. Gọi V1, V2 lần lượt là thời gian phục vụ trung bình của nhóm bình thường và nhóm tự phục vụ. Giả thuyết H0, giả thuyết đối. Giả thuyết không ấy là đề bài bảo là cái thời gian tự phục vụ của nó là nó tiết kiệm hơn. Tiết kiệm hơn tức là nó nhỏ hơn, có nghĩa rằng là thời gian bình thường là nó lớn hơn rồi. Đúng rồi. Đây, đặt. Cái đấy có nghĩa là thời gian phục vụ bình thường là lớn hơn thời gian phục vụ tự phục vụ. Đúng không? Thời phục vụ bình thường với lại tự phục vụ nó lớn hơn thì có nghĩa là cái thời gian tự phục vụ là nó tiết kiệm, thì còn gì, là tiết kiệm là nó phải ít hơn. Cẩn thận không là gọi nhầm một phát là cả bài vất trắng luôn. Gọi thế chứ đúng rồi, viết H0 H1 đúng chưa? H1 là màu vàng đấy. Vậy H0 sẽ là gì? Biết đâu đấy nó không tiết kiệm hơn thì sao? Nó lại nhỏ hơn bằng thì sao? À, nó lớn hơn bằng thì sao? Tức là thời gian bên phải nó lại ngược lại. Với mức y alpha bằng 0,05, chúng ta bác bỏ H0 nếu như bất định thức Z lớn hơn Z alpha là đúng, bởi vì một cái con H1 là giống lớn hơn. Trong đó Z được tính bởi công thức. Ta tra vào. Còn Z alpha Z 0,05 thì tra bằng quy norm 1 trừ 0,05. Chúng ta thay bất định thức vào sau thấy nó sai, và tỉ biệt trái là được có 1,56 trong khi bên phải là 1,64. Bất định thức là sai, do đó chúng ta không đủ bằng chứng để bác bỏ không. Có nghĩa rằng là thực sự thì cái thời gian tự phục vụ trung bình không phải giảm, không phải giảm, nó không hề giảm. Bài toán được giải sau kia xong gần như là thủ công 100%. Thế còn sử dụng phần mềm thì đương nhiên là ba bốn dòng đầu vẫn giống như cũ, ba dòng đầu vẫn giống như cũ. Sau đó chúng ta sử dụng phần mềm. Phần mềm thì đối với bài này là dùng chữ S này. Chữ S là chúng ta sẽ dùng t sum chấm test, t sum chấm test. À, để cỡ mẫu lớn hay cỡ mẫu nhỏ, cỡ mẫu lớn thì dùng đúng ra phải dùng z sum chấm test, z sum một được chưa? Thế mà rồi để buổi sau nói tiếp này, sáng giờ sớm đi.